Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hổng gài do tình hình dịch bệnh cũng căng thẳng đó các bạn. Covid đó. Mình cũng ngại đi tham quan những cái mô hình nuôi cá guppy của anh em ở xung quanh khu vực của mình ha. Mình rất là ngại. Nhiều khi mình ngại thôi, thật sự nhiều khi những người khác người ta cũng ngại các bạn, ngại tiếp xúc với những người xung quanh ha. Thì thôi bữa nay mình ở nhà mình rảnh mình quay clip cho anh em xem. Các bạn cũng biết cái mô hình nuôi guppy của mình ở đây nè. Đó. Thì hôm nay thì buổi trưa mình ra mình cho cá ăn bo ha các bạn, sẵn tiện mình xem cái hồ view của mình bên đó đó. Nó đẻ chưa ha? Thì mình đã tách đẻ ra rồi mà hổng rài không biết nó đẻ chưa. Thì buổi sáng khi mình đi uống cà phê mình chưa thấy tụi nó đẻ. Thì xíu mình sẽ thăm luôn ha. Rồi. Mình quay một tay nó cũng hơi khó ha các bạn ha. Mình sẽ cho cá ăn. Mình lấy cái muỗng nha các bạn. Mấy con quỷ gà nó nãy giờ nó không gáy đâu. Nó chờ mình quay clip cái nó mới là nó gáy sùm hết trơn các bạn. Chán thiệt chứ. Đây. Bo bo của mình thì mình lấy bo bo đông lạnh ha các bạn. Mình lọc sạch nước rồi nè, rồi mới bắt đầu mình cho cá ăn ha. Đó. Bo bo các bạn lọc sạch nước cho cá ăn thì nó đóng cục vậy đó. Để xuống con cá nó ăn hết rồi mình thấy nó hết rồi mình cho ăn thêm chứ mình không có cho nhiều hết các bạn ha. Ăn nhanh lắm các bạn ơi. Bầy này thì nó một số con nó cũng bự, bụng bự rồi nhưng mà nó chưa có đẻ. Đây bầy cò đen đây. Tu tu. Ăn chưa mấy đứa ơi? Thiệt chứ mấy con quỷ gà này tức nó thiệt chứ. Nãy giờ không gáy đâu. Chờ tới hình mình quay clip là tụi nó gáy sùm vậy đó. Đây bầy quyêu đây các bạn. Đây mình cho nó ăn vô cái chén nè. Nếu mà trường hợp nó có thức ăn nó chạy ra thì mình sẽ cho nó chạy xuống cái chén ha. Rồi sẵn tiện để mình kiểm tra cái bầy cá này cho nó đẻ chứ các bạn. Hôm trước có một cái con, để mình coi con nào. Con này nè các bạn. Cái bụng nó bự lắm. Để coi nó đẻ chưa nha. Mình thì mình để lồng đẻ như vậy nè. Mình đậy nắp lại cho nó tối. Wow các bạn ơi, cá đẻ rồi. Ôi giời ơi, nhiều lắm các bạn ơi. Cá đẻ rồi nha các bạn. Bầy quy của mình nó đẻ rồi nè, các bạn thấy không? Ôi đợt này nó đẻ nhiều đó các bạn ơi. Bảo toàn được số lượng luôn. À, ở đây nhiều lắm nè. Đó. Đã quá các bạn ơi, hơi chá ha, nhiều lắm. Đó. Bạn thấy không? Mênh mông luôn. Ở trong đây nữa nè. Đó. Nè. Quá đã các bạn ơi. Hổm ra mình chờ tụi nó nổ mà hả? Vui quá. Đó thôi các bạn thấy không? Tác dụng của cái lồng đẻ đó các bạn. Lúc trước á, nó có bà đẻ một bầy rồi. Tuy nhiên mình không có để lồng đẻ. Thì tụi này á, nó hay rượt con ăn lắm các bạn. Nó rượt mấy con cá con nó ăn á, từ khi mình làm cái lồng đẻ này nè. Đó nó đẻ ra, số lượng mình thấy số lượng rất là nhiều ha, nó không có bị hao hụt như đợt trước nữa. Cả trăm con luôn các bạn. Nhỏ nhóc hết trơn luôn. Nó nằm ở dưới cái ly này nhiều lắm đó các bạn. Nó nằm ở dưới cái ly nhiều lắm. Đó thấy không? Thì những cái con bo bo mình cho nó ăn á, nó trôi ra đây nè thì tụi cá nhỏ nó cũng lại nó ăn ké được ha. Nó không có bị cá mẹ ăn. Đó tác dụng của cái lồng đẻ đó các bạn. Thì cái lồng đẻ này làm cũng đơn giản thôi. Hôm nào mình có dịp mình hướng dẫn các bạn làm cái lồng đẻ này ha. Còn không thì các bạn làm cái lưới chụp lại cũng được. Cái này là lồng đẻ cho tụi nó đẻ tập thể luôn. Tụi nó ăn hết thì mình cho ăn thêm ha. Cái tụi co đen này nó cũng chuẩn bị đẻ nữa rồi nè.
bụng con nào con nấy cũng ú nu hết rồi nè, nó cũng chuẩn bị đẻ nữa. Thì để mình đã có chuẩn bị nước rồi nè các bạn, mình cũng đã chuẩn bị nước cho hai cái hồ rồi nè. Thì sắp tới chắc mình cho nó, tụi cá con nó ở đây tầm khoảng 1-2 ngày nữa cho nó cứng cáp lên ha. Rồi mình sẽ cho nó xuống hồ này cho nó ở riêng ra các bạn. Thì mình cũng đã dự trù hết rồi, một hồ này cho cá bố mẹ ha, xuống một bầy chung. Khi mà tách chống máy được thì mình sẽ tách chống ở trên máy ở dưới. Đó, bầy coi đen này cũng vậy. Đây là bầy cá bố mẹ nè, đây là bầy cá con, bầy cá con ha. Thì sau khi mà mình tách chống máy được thì mình sẽ cho tụi chống một ngang, tụi máy một ngang. Hồ này cũng vậy luôn các bạn, hồ này cũng là hồ wheel. Hồ wheel này có thể mình sẽ dồn chống máy lại chung một cặp, mình sẽ nuôi cái con cá khác đây. Đó, đây là nguyên bầy con nè, mình lấy nét cho các bạn xem ha. Đây là bầy con nè, ở dưới hồ này trống ha, hồ này ốc táo, hồ này mình đang chữ ốc táo gì đó các bạn nè. Hồ này mình để ốc táo nhiều lắm nha các bạn, đây táo không à, đang quăng nhóc trên ha. Đây, ở đây mình có chuẩn bị một cái hồ cho tụi nó đẻ nè các bạn. Chừng nữa mình để hai con vô ha, mình cho đẻ tập thể luôn, con mái, hai con mái mỗi con một lồng cho nó đẻ. Thì chắc mình sẽ tách tụi co đen, mình sẽ đem tụi co đen này xuống cho tụi nó đẻ nữa ha các bạn ha. Nãy giờ quên cho mấy đứa nhỏ ăn mấy đứa lớn ăn hết rồi, mấy đứa nhỏ chưa ăn. Chết rồi, chết rồi. Mình cho mấy đứa nhỏ ăn ha các bạn. Quay một tay nó khó lắm các bạn, khó lấy nét lắm. Đó. Bạn thấy không, cục bo bo mà khi mình chắc nước mà lọc ra thì nó nguyên cục luôn đó, cá lại nó ăn nó đĩa từ từ hết à. Đó, rồi tiếp tục. Cái clip này là do dịch đó, mình không có đi giới thiệu các bạn mấy mô hình kia được, nhiều khi nhìn mấy cái này cũng hơi chán hết các bạn, thông cảm cho mình ha. Đây là cái tụi Corret Ear của mình nè, bạn Quân cho mình đó các bạn. Đó, tụi này thì mình cũng sẽ cố gắng dưỡng, tại vì một cặp mình dưỡng trong cái khay 7 lít này thôi, mình không có cho ra hồ lớn thì chừng nữa nó sẽ có bầu quá, rồi mình sẽ cho nó đẻ rồi mình sẽ tách ra, mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem ha. Đây, Corret Ear của mình. Hôm trước cái tai bơi của nó chưa có full lắm, bây giờ từ từ nó full ra nè. Mà hổm rè mình cho nó ăn bo bo á các bạn, cho nó ăn bo bo mà trong lạnh á, với Artemia sinh khối rồi đó. Thì mình thấy nó cũng ú ra nè các bạn ha. Bữa đầu thì nó hơi mệt, nó không có tung tăng ha, giờ nó bắt đầu tung tăng rồi nè. Đó, rồi cái dạng này là cái dạng dây oxy nè các bạn đó, oxy nè. Cái máy oxy Sobo 55.000 hai dòi đó, mình mua có 55.000 hả, mà mình sủi quá trời luôn. Thì sắp tới xíu mình sẽ nối dây, mình sủi luôn hai dàn này các bạn ha. Đó, thì mình sẽ dự định sủi hết cái khu này luôn để coi cái máy Sobo này nó sủi được tối đa là bao nhiêu hồ hả các bạn ha. Thì mình sẽ set up xong mình sẽ quay cho các bạn xem để coi cái máy Sobo này nó, máy oxy này nó sủi được tối đa là bao nhiêu hồ. Cái bà chủ tiệm bữa hôm trước bà nói sủi được có 2-3 hồ gì à con ơi. Bữa hôm mình thử mình sủi được 6 một đầu của các bạn. Một cái đầu đó mình sủi được 6 hồ luôn. Đó, kinh khủng không? Rồi. Ok các bạn, thì mình quay bữa nay mình có thời gian mình quay mình chia sẻ với các bạn, cho các bạn xem cái mô hình của mình update như thế nào thôi. Chứ không có chủ đề gì mới mẻ hết. Đó, thì các bạn yêu quý kênh mình thì hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Còn nếu mà các bạn thấy video clip hay thì nhấn
like video giúp mình và chia sẻ lên Facebook cho mình ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Đó, cá con nhiều lắm các bạn ơi. Nuôi cá mà nhìn thấy cá con rất là vui nha các bạn ha. Rồi ok, không dài dòng nữa. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye.